Giải đấu năm nay đã quy tụ hơn 100 vận động viên tham gia với 10 nội dung thi đấu, gồm đơn nam, nam nữ trên 59 tuổi, nhóm dưới tuổi chia các bảng A, B, C thi đấu ở đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, nam nữ phối hợp. Mỗi vận động viên được đăng ký tối đa 2 nội dung thi đấu. Trong 2 ngày tranh tài đã tìm ra nhiều tay vợt xuất sắc. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao 45 giải gồm nhất, nhì, ba ở các nội dung và trao giải phụ gồm vận động viên lớn tuổi nhất, vận động viên nhỏ tuổi nhất, vận động viên nam triển vọng và vận động viên nữ triển vọng. Giải bóng bàn năm 2023 được tổ chức nhằm nâng cao trình độ cho các vận động viên, phát triển phong trào thể dục thể thao trong toàn tỉnh, phát hiện nhiều tay vợt có tiềm năng để thi đấu các giải lớn. Dự kiến giải bóng bàn tỉnh Lai Châu lần thứ 4 sẽ được huyện Than Uyên đăng cai tổ chức vào năm 2024.